Vâng, xin chào tất cả mọi người xem đầu tiên đến với video của mình. Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và chia sẻ với tất cả mọi người. Ngay lúc này Dũng đã có mặt tại trường tiểu học Thủy Đường Thủy Nguyên Hải Phòng để tham gia một trận đấu chim cùng với tất cả anh em trong câu lạc bộ Chờ Mào Thủy Nguyên Hải Phòng. Thì qua cái video này Dũng xin gửi lời cảm ơn đến anh em trong câu lạc bộ rất là nhiều, bởi vì bằng cái tình cảm thì anh em cũng đã tiếp đón Dũng từ hôm trước bằng những buổi gặp mặt, ăn uống hoặc gala giao lưu cùng với nhau. Đó là cái điều rất là tuyệt vời mà anh em dành cho Dũng. Dũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Và qua video này Dũng cũng xin thay mặt cho anh em câu lạc bộ Chờ Mào Thủy Nguyên gửi đến chính quyền địa phương cũng như là ban giám hiệu nhà trường đã cho anh em mượn lại cái khuôn viên của nhà trường để mà tổ chức nên một cái giải đấu chim quy mô hoành tráng và rất là đẹp. Đấy, và điều thứ hai Dũng cũng xin thay mặt cho anh em câu lạc bộ cảm ơn tất cả những người anh em trong các câu lạc bộ về tham gia trận đấu ngày hôm nay cũng như tất cả những người anh em quanh khu vực về tham gia trận đấu ngày hôm nay. Và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh em giám khảo điều hành đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Hà Nội để mà về cùng với anh em từ ngày hôm trước để dẫn dắt lên một trận đấu chim thành công tốt đẹp. Đó là cái điều mà Dũng muốn chia sẻ qua cái video này của mình dành cho tất cả anh em. Thì qua đây Dũng cũng xin gửi đến tất cả mọi người đang xem, nếu thấy video của Dũng mà hay thì mọi người có thể là dành cho Dũng một like, một lời bình luận cũng như chia sẻ cho mọi người cùng xem cùng biết, và đặc biệt đăng ký kênh để cho mình có nhiều cái động lực phát triển hơn nữa mọi người nhé. Đấy, và để được lan tỏa cái sự đam mê của mình cũng như tất cả của những người anh em cùng chung niềm đam mê cho nhiều người cùng biết đến cái thú chơi mà nó mang cái quy mô là tao nhã thế nhưng mà rất là đẳng cấp và lành mạnh cho tất cả anh em chúng ta trong cái niềm đam mê này. Thế thì Dũng cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người cái cơ cấu đầu lồng ngày hôm nay là 120 lồng. Đấy, và vé đóng đầu lồng là 500.000 trên một đầu lồng. Thì Dũng cũng tham gia hai chú chim, một chú chim mang số báo danh 85 và một chú chim mang số báo danh 73. Đấy, còn cái điều may mắn chú chim có đi được đến đâu hay không thì đó là cái yếu tố mà may mắn trong các hội thi. Thế còn Dũng đi thi chim là Dũng đi thi bằng cái niềm đam mê của mình, là được mang con chim của mình đi chơi cùng mấy anh em, giao lưu cùng mấy anh em, gặp gỡ cùng mấy anh em và chia sẻ những khoảnh khắc mà để lại cho mình một cái kỷ niệm của một thời tuổi trẻ để mà chơi chim sau này về già mình có thể xem lại, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố mà Dũng chơi chim. Và sau những ngày làm việc hoặc là sau những công việc áp lực mệt mỏi thì mình nhìn cái con chim mình lại cảm thấy yêu cuộc sống hơn, yêu công việc của mình hơn. Đấy, thì Dũng sẽ quay lại sân để chia sẻ lên tất cả những hình ảnh được tóm tắt nội dung chính trong cái trận đấu ngày hôm nay tại Thủy Nguyên Hải Phòng mọi người nhé. Và đây là hình ảnh rất là tuyệt vời của anh em câu bộ Chờ Mào Thủy Nguyên cùng mẹ ban giám khảo của anh em hội giám khảo Hà Nội đã có để lại một cái kỷ niệm rất là đẹp. Tuyệt vời. Chào mừng quý anh chị em đã đến với hội thi chim Chờ Mào đấu góp ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc anh em sẽ có một buổi thi giao lưu với mấy câu bộ Thủy Nguyên thật là vui vẻ. Và sau đây chúng tôi sẽ bung áo lồng và trao lồng lên trên sàn thi. Chúng tôi xin mời anh em chủ chim chúng ta có thể vào sân giúp đỡ ban tổ chức về công tác cung áo lồng của các chú chim của mình. Và trên màn hình của chúng ta thì chú chim mang số báo danh 85. Đấy là chú chim mà Dũng hôm nay cũng mang đi để tham gia vào cái cuộc chơi này, vào cái trận đấu này mọi người nhé. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi rất cảm ơn các anh em chủ chim đã vào sân hỗ trợ ban tổ chức. Tiếp theo chúng tôi sẽ dành tiếp 2 phút để cho các chú chim thích nghi với không gian. Đưa tiên hình ảnh sự kiện này, hội thi ngày hôm nay là anh Dũng Cháy. Báo là vòng thi đấu thứ nhất của hội thi bắt đầu. Vâng, vậy là vòng thi đấu thứ nhất đã được diễn ra. Và vòng hội thi sẽ diễn ra trong thời gian là 6 phút. Tại vòng thi đấu thứ nhất này là vòng sơ loại đầu tiên. Chúng tôi quan điểm chấm hạ vòng đầu rất nhẹ nhàng. Chúng tôi chỉ hạ các chú chim tóng hoặc gãi rỉa thành series các động tác liền nhau liên tục, chúng tôi tính tương đương với tóng.
và các thí sinh mắc những lỗi này sẽ bị loại trực tiếp khỏi giải. Tôi lý luận là những lỗi này là lỗi rất dễ lây lan dây chuyền nên là chúng tôi sẽ hạ trực tiếp khỏi giải. Trường hợp hạ thứ hai là các chú chim không có thái độ đấu giải, nghĩa là xù rụt không muốn đấu, thì những chú chim này sẽ bị hạ đến cuối vòng. Các chú chim có gãi rỉa nhưng sau đó 1-8 gãi rỉa series các động tác liền nhau liên tục loại trực tiếp khỏi giải. Vâng, vậy là chú chim hạ đầu tiên là chú chim mang số báo danh 108 mọi người nhé. Sau đó, đó là chú chim đầu tiên hạ vòng đấu thứ nhất này. Và điều hành trận đấu ngày hôm nay là anh Chính mọi người nhé. Đấy, trong hội giám khảo Hà Nội. Nhắc nhở và gãi gì ở phao câu. Giám khảo đầu tiên là em Tùng trong hội giám khảo Hà Nội. Vị giám khảo thứ hai là anh Long trong hội giám khảo Hà Nội. Vị giám khảo thứ ba là anh Quý trong hội giám khảo Hà Nội mọi người nhé. 69 hại trực tiếp. 69 gãy rỉa này CD loại trực tiếp phải không? Vị giám khảo thứ tư là anh Hải Anh trong hội giám khảo Hà Nội mọi người nhé. Trận đấu ngày hôm nay là điều hành trận đấu là anh Chính và cùng với 4 giám khảo trong hội giám khảo Hà Nội để mà dẫn dắt trận đấu này, dẫn đến cho một trận đấu có một cái cuộc chơi thực sự là công tâm, công bằng, và hai nữa là sẽ tìm được ra những chú chim thật sự tốt, thật sự đẳng cấp để đi vào những vòng tiếp theo cũng như là đi vào chung kết sẽ có những chú chim hay nhất, chuẩn nhất cho hội thi ngày hôm nay. Thì đó là cái yếu tố mà anh em trong hội giám khảo Hà Nội luôn luôn đem đến và mang lại cho tất cả những người anh em nghệ nhân cũng như mang lại cho tất cả các hội thi tại các nơi để làm sao để trong cái niềm đam mê của anh em chúng ta sẽ luôn luôn được tốt hơn, phát triển mạnh hơn và có những cái điều mà đẳng cấp trong thi chim. Những chú chim mà vừa xong lông chưa đạt lửa đi thi gặp ở cái hàng này áp lực vẫn khá cao đấy, chim dày áp lực khá cao rồi trứng ngang tắm bây giờ gãy rỉa ngang chú chim 97 bị nhắc nhở thương gì đâu. Nó đấu ấy chứ không phải mua máy. Quả này hơi hiếm ấy, quả này cực đẹp ấy. Chín ba vẫn không bắt nhịp được nên là vẫn bị nhắc nhở. Trên màn hình của chúng ta thì Dũng đang để ý chú chim mang số báo danh 38 đánh từ vòng 1 cho đến bây giờ là vòng thứ 7 và chú chim đánh rất là kinh khủng. Thật sự là chia sẻ với mọi người là chú chim này Dũng nhìn thấy qua cái bóng bộ cũng như là về cái thái độ của chú chim. Mặc dù đứng biên nhưng mà chú đánh rất là ghê. Săn tìm chim đánh rất là ghê luôn. Và Dũng nghĩ là chú chim này sẽ đi rất sâu. Đi rất sâu tại trận đấu này. Thì sẽ không bị hạ. Mang số báo danh 38. Rất là chúng tôi. Và Dũng thấy chú chim này khá là tốt mặc dù đứng biên. Và hai chú chim bên cạnh đã bỏ đấu hoàn toàn. Đã bỏ đấu hoàn toàn nhưng chú chim vẫn chú chim vẫn săn tìm đối thủ rất là mạnh. Phải nói là một chú chim tốt thì mặc dù đứng ở bất cứ một vị trí nào thì chú chim đánh cũng vẫn tốt. Và Dũng xin đọc số báo danh bắt đầu từ bên tay phải sang bên tay trái mọi người nhé. Bắt đầu số báo danh 103, 92, 85 và 62 bên kia màn hình của chúng ta. 62 chưa bắt nhịp bị nhắc nhở. Bắt đầu từ bên tay trái sang là chú chim mang số báo danh 51, 50, 38, 33 và 06. Đó là 10 chú chim. 103 chậm nhịp đen bị nhắc nhở. Nhắc nhở về chú chim mang số báo danh 62 đứng biên bên phải màn hình của chúng ta. Chim 62 ngoái ngửa rồi. Ngoái ngửa hạ trực tiếp. Vâng, đó là chú chim số báo danh 62, đó là yếu tố không may mắn.
anh thi đấu rất tốt, nhưng mà vào vòng đấu này là đứng biên là có thể là thiếu mặt đấu thì chú chim bắt đầu là nảy sinh ra tật lỗi. Năm mươi vẫn tiếp tục đi ăn xong lại đi uống. Đó là chú chim đối diện với chú chim 103 bên kia màn hình của chúng ta, từ bên tay trái sang là đứng thứ hai mọi người nhé. Hơn 06 nhá. Tôi thông báo loạt thi đấu hết rồi. Vâng, và vòng thi đấu này là chú chim bị hạ vòng đấu này. 103 phải dừng cuộc chơi. Chúc mừng chủ chim đã đạt top 10. Theo kinh nghiệm đi làm hội thi nhiều năm của chúng tôi ấy, thì chim đang thi đấu mà chúng ta hạ xuống chùm máu lồng không phải là một biện pháp tốt nữa. Đúng rồi ạ. Chú chim đang đấu rất tốt, chùm máu lồng cũng nghỉ luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Thế cho nên tại sao anh em nghệ nhân chúng ta chơi con chim thì phải hiểu con chim nó là ở chỗ đó, đúng không ạ? Chơi con chim là phải hiểu con chim. Vâng, và vòng thi đấu này là vòng thi đấu so sánh. So sánh thì được nhắc nhở chú chim mang số danh 85 đứng biên bên tay phải màn hình của chúng ta. Chú chim 85 yếu kém nhất dàn so với lúc này. Và 85 và 51. Chúng tôi quyết định hạ chú chim ở vòng đấu này. Vâng, 85 và 51 phải dừng cuộc chơi. Vâng, và vòng thi đấu này là còn 6 chim. 6 chim thì sẽ chọn ra hai chú chim yếu kém. Và tiếp theo bắt đầu. 06 trận nhịp đi ăn bị nhắc nhở. Và theo như Dũng đánh giá như vừa nãy, anh em chúng ta có được biết là chú chim của anh em câu bộ Kinh Môn hiện tại đang đánh rất là hay, và chú chim này chắc chắn sẽ có một vé vào chung kết luôn ạ. Bởi vì Dũng đẩy chú chim này từ vòng thi đấu thứ nhất đến giờ là rất hai chú chim. Trận nhịp đi ăn bị nhắc nhở. Hai chú chim 06 và 50. Hai chú chim 06 và 50 ngay lúc này, đúng không ạ? Ngay lúc này thì chúng ta cũng có thể nhận xét rất rõ ràng. Đấy là hai chú chim yếu kém nhất rồi ạ, đúng không ạ? Rất là hay, bốn chú chim đang đánh. Bốn chú chim đang đánh rất tốt ở cái mé bên đây màn hình của chúng ta nhé. Hai chú chim 06 50 không bắt nhịp được. 50 và 06 là đã đủ yếu tố gần như bỏ đâu. Vâng. Đó là điều chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Bên kia màn hình là chú chim 38 92 33 và 12 bên đây màn hình mọi người nhé. Chúng tôi xin thông báo là 3 phút của vòng chung kết bắt đầu. Vâng. Và ôi, chúng tôi xác định hai con được chị ạ. Chú chim là chú chim 112. 112. Ok. Một một hai ché thì nhất rồi, nếu như các chú chim khác không ché lên được. 92. 92 mỏ rất dày nhưng nếu ô ché tiếp. 112 tiếp tục ché. 92 là bị bong. Còn 38. Chắc chắn 112 là nhất tuyệt đối rồi, đúng không ạ? Hai tiếng ché. Nhất tuyệt đối rồi. Bây giờ giám khảo chỉ chọn ra một chú chim giải nhì thôi và so sánh hai chú chim bên kia thôi ạ. Về mỏ đấu. Ba tám có mỏ. Ôi. Hai tiếp tục chia. Rất là hay. Có mấy nhịp bóng. Vâng. 92 là bong ra ngoài và có dùng mình. Hiện tại 38 đang săn vào trong rất tốt, đều cầu và giữ được nhịp mỏ khá. Vâng, ổn. Đó là chú chim 38. Của anh em câu bộ Kinh Môn mọi người nhé. Và Dũng đánh giá chú chim đấy là khá là tốt từ đầu đến giờ. Chưa có gì nổi trội với chú chim 38. Và đánh giá trên live stream của mình, trên video của mình thì có khả năng chú chim 38 sẽ là giải nhì của ngày hôm nay. Và thời gian sẽ không còn lâu. Về thái độ cũng như là săn tìm đối thủ thì chú chim 38 bên kia màn hình rất tốt. Chú chim 92 ra mỏ to lanh rõ ràng nhưng bong ra ngoài khá nhiều lần. Chú chim 33 là chắc chắn là giải 3 rồi ạ. Chú
Thật ra chú chim 38 thì theo Dũng đánh giá thì chú chim đấy chỉ thua tiếng ché của chú chim 112 thôi ạ. Còn về thái độ cũng như là nước đấu thì chú chim đấy là tuyệt đối rồi. 38 vừa có một nhịp mà bong ra ngoài nhưng mà sau đó cũng lại đâm vào khá ổn. Tôi xin thông báo là vòng chung kết hết giờ. Tôi xin phân tích trận thi đấu chung kết ngày hôm nay như sau. Trận chung kết thi đấu chim thi đấu cũng rất là hay. Và đặc biệt chú chim 112 vòng chung kết đã ché được 3 lần 3 nhịp và giữ nhịp đấu rất tốt nên chú chim 112 nhất tuyệt đối. Vâng, đó là chú chim nhất tuyệt đối. Chú chim 38 là chú chim giữ nhịp đấu khá là tốt và cũng giữ được nhịp mỏ đều đặn. Nên chú chim có nhảy nhì. Chú chim 92 mỏ vâng. Tốt nhưng lại có 3-4 nhịp và hướng không có đối thủ để hót cho vậy. Vâng. 92 là chú chim 112. À, và chú chim 33 là chú chim đồng giải 3. Hội thi ngày hôm nay xin chúc mừng anh chú chim. Vâng, đó là những anh em nghệ nhân đã đạt được giải tốt ngày nay và đúng. Theo đánh giá của anh em thì đây chú chim giải nhì và giải nhất là chú chim 112 đây nhá. 112 đấy. Và tất cả những người anh em nghệ nhân cũng đang chuẩn bị đi vào cái bước trao giải cho anh em nghệ nhân. Một trận đấu rất hay, rất vui mọi người ạ. Đấy, và Dũng cũng có may mắn là được một cái top 10. Ok anh. Đấy. À thế à, hôm nay em dìu anh vào đúng không? Đấy, em chết thay anh đúng không? Ok ok anh. Vâng. Vâng, đây là phần quà của anh em Thủy Nguyên trao cho giải top 30 thì cũng một số anh em cũng đã đường xa xa xôi đã nhận được quà và về trước rồi mọi người nhé. Chúc mừng top 30. Vâng, và đây là phần quà của top 20 anh em câu bộ Trà Mào Thủy Nguyên tặng cho tất cả các nghệ nhân đã đạt giải thưởng ngày hôm nay. Và đây là phần quà của top 10 thì chia sẻ với tất cả mọi người mình cũng có một chút mọi người nhé. Đấy, anh em nghệ nhân đây, anh Dũng trao quà cho mình. Đúng rồi. Cảm ơn anh nhé. Đấy, đây là những người anh em này, những người anh em cùng được đồng giải top 10. Và đây là phần quà dành cho 4 chú chim xuất sắc nhất tại trận đấu ngày hôm nay câu bộ Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là giải nhất này mọi người nhé, giải nhất. Và đây là giải nhì. Và hai chú chim giữa là hai chú chim giải ba. Và đây là 4 anh em. Đấy, đó là điều tuyệt vời.